Nhìn xuống thấy anh này thư sinh, đeo mắt kính rồi da trắng, bàn tay thì còn mịn hơn bàn tay con gái nữa. Em thấy công tử bột quá à. Em cảm thấy không 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 có cảm tình không lắm. Có cảm tình. Lúc đó... Dạ tụi em được bốn bé rồi. Bốn à, đứa luôn. Cái cô bếp cổ đi về quê, mẹ đem đồ ăn về mẹ nói Liên bữa nay con nấu ăn nha. Trời em xanh lét mặt mày hết. Em nói anh ơi hết rồi giờ sao anh. Và bây giờ mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Rồi mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ em tên là Nguyễn Châu Tú. Dạ em 35 tuổi. Hiện ở nhà là kinh doanh nhà trọ ở Bình Dương chị. Thế còn em? Dạ em là Trần Thị Kim Liên. Em nay 32 tuổi. Em đến từ Bình Dương. Em ở nhà giữ mấy bé với lại đi phụ ông xã dạy võ. Phụ ông xã gì? Ông xã em dạy võ. Võ gì em? Dạ võ cổ truyền Việt Nam. À cổ truyền vô Việt Nam hả? Dạ không, võ thiếu lâm. Thiếu lâm mà cổ truyền của Việt Nam. Dạ. Bây giờ anh có một lời đề nghị nha. Bây giờ em biểu diễn giùm anh một vài thế được không? Dạ. Rồi bắt đầu. Dạ. Hay dò. Ờ hay quá. Bây giờ hỏi võ sư nghe. Dạ. Lần đầu tiên Tú gặp bạn gái của mình là ở đâu? Tụi em biết nhau là nhờ người bà con mai mối. Ấn tượng đầu tiên thì em thấy cô này người gì mà sao mà trắng vậy, cừ có răng khểnh giống mình á. Mới gặp thì mình có hảo cảm rất nhiều, mình có thiện cảm. Còn em gặp ảnh sao? Cái gu của em nào giờ là phải dân thể thao hoặc là chơi bóng đá bóng chuyền. Tự nhiên xuống thấy anh này thư sinh, đeo mắt kính rồi da trắng, bàn tay thì còn mịn hơn bàn tay con gái nữa. Em thấy công tử bột quá à. Em cảm thấy không có cảm tình không lắm. Có cảm tình lúc đó chưa có thuận mắt luôn. Dạ đúng không? Ủa xí nhưng mà anh hỏi nè, cái lúc đó là em đã dạy võ chưa Tú? Dạ chưa có phơi nắng bởi vì dạ, trắng quá đúng dạ. Không dạ. Lúc đó là em bao nhiêu tuổi? Dạ em vừa tròn 18. Em vừa tròn 18 còn Tú là 20. Dạ. Trời lúc nhỏ xíu à ha. Vậy là cách đây là mười mấy năm rồi. 14. Tú ơi, em học võ từ khi nào? Nói chung là lấy vợ về rồi mới học, bắt đầu mình học võ. Lý do? Dạ. Nhiều khi mốt vợ có cầm chổi chà dí thì còn chạy kịp. Trời ơi, lý do là vậy đâu. Nguyên nhân đầu tiên là sợ học võ để tự vệ. Sợ vợ đối với vợ. Nãy cái chi tiết là gì nè, em phụ cho chồng dạy võ là phụ dạ. Gì hay em là cũng phụ dạy chồng dạy luôn? Dạ, dạy luôn. Cũng dạy luôn là em cũng biết võ luôn. Dạ. Wow. Mà lý do gì em học võ? Em thì em đam mê từ nhỏ rồi, nhưng mà sau này lấy chồng về thấy ông xã đi học thì em xin đi học theo. Rồi bây giờ cho hỏi nghe, hai bạn ai võ công cao cường hơn? Khi mà lên sân khấu đấu thì anh hy sinh chết nhiều nhất. Anh hy sinh chết trước em đúng không? Nhưng dạ. Mà thực sự ra là ai nội anh, công tâm hậu hơn? Anh giỏi hơn à. Là đúng không? Dạ. Ủa mà lúc đó chưa nắm tay người ta, biết nắm tay người ta sao biết tay ta em mình? Nhìn qua cái bàn tay anh thấy bàn tay anh đẹp. Vậy thì làm sao mà hai bạn đến được với nhau? Không ưa mà, đã không thích mà. Nhưng mà qua nhiều lần tiếp xúc với lại là hai đứa có đi chơi, đi uống cà phê thì cảm thấy anh này chu đáo. Dạ quan tâm dữ lắm. Cái gì tốt đẹp nhất thì đều nhường cho em hết. Nên là em thấy người này tốt với mình quá. Với lại cái động lực nhiều nhất của em là em cảm thấy gia đình bên anh Tú ba mẹ rất là hạnh phúc. Dạ. Nên là em cảm thấy ngưỡng mộ lắm. Em muốn là một thành viên trong gia đình. Từ khi mà lúc tiếp xúc được với ba mẹ. Nhưng mà quen nhau lâu không rồi mới đám cưới? Dạ cũng lâu. Lâu à? 4 tháng. 4 tháng quá ha. Ôi 4 tháng trời lâu. Dạ chưa tính tháng mới đám cưới nữa. Cách đây bao lâu rồi ta? Dạ 14 năm chị. Mà nó nghe nè. Dạ. Tình yêu mà có 4 tháng mà đã đám cưới luôn rồi. Vậy thì cái mức độ thân thiện của tụi em, cái mức độ mà gia chạm của các em là tới đâu? Đám hỏi xong là hai đứa thì mới được phép, thì lúc đó là làm đám xong rồi vô nằm nghỉ ngơi trong buồng. Thì lúc đó là mới da chạm nhẹ là ôm hôn. Ôm hôn thôi. Còn cái gì là để lại cho đêm tân hôn đúng không? Dạ. Vậy đêm tân hôn nó có đặc biệt không? Đêm tân hôn anh Tú làm lãng mạn lắm. Em thấy như trong phim, hoa hồng rải trên giường rồi nến thơm. Em nói trời, xong bước vô mở cửa vô cái phòng ngủ đẹp quá mà anh chuẩn bị đâu hồi nào á, em đâu có biết đâu. Với lại một cái đầm ngủ thiệt là đẹp để đó. Anh cầu hôn ngay trong đêm tân hôn. Anh nói
bây giờ bé chịu làm vợ anh chưa? Trời ơi, cưới ta rồi mà hỏi câu, hỏi một cái câu mà thiệt á. Hỏi cho con. Lúc đó mà tỷ dụ nó không, em không chịu, bây giờ làm còn sao? Không lẽ trả nhẫn lại? Sao cái lời cầu hôn đó là những cái gì nó diễn ra trơn tru không em? Dạ cũng tạm tạm. Dạ lần đầu mà anh. Cũng chật vật chứ. Lúc đó bé mới 20, bé này 18, biết tại cái gì mà không chật vật. Hai đứa là lần đầu tiên của nhau đúng không? Dạ đúng. Chắc chắn luôn. Rồi hai đứa có con chưa? Dạ tụi em được 4 bé. 4 đứa luôn. Lâu lắm rồi mới tên. Lâu lắm rồi chị mới tính nói câu đó đó. 4 đứa mà phọt đứa nào cũng ngon lành hết trơn vậy thiệt. Nhìn tụi em giống như mới cưới hồi hôm vậy đó. Dạ. Rồi đứa lớn nhất là mấy tuổi? Dạ đứa lớn nhất là 10 tuổi, bé gái. 10 tuổi rồi, 4 năm sau mới dạ, có con. 4 năm sau. Năm 2008 em có một lần có em bé. Nhưng mà bị hư. Rồi lần đó em buồn khủng khiếp luôn, mà cảm thấy mình như là người vô dụng á. Tự nhiên mình có em bé mà mình không có giữ được á. Nhưng mà lý do tại là mình không biết hay sao? Mình biết là có em bé nhưng mà mình không có nhẹ nhàng, không có nghỉ ngơi nhiều á. Cảm thấy là ý y vào sức khỏe quá. Em bị tâm lý nhiều lắm luôn. Em cứ nói anh Tú thôi bỏ em đi để tìm người khác sanh con cho anh, chứ em hư quá à, có con mà em không giữ được á. Tối nằm cũng nằm ôm anh Tú ngủ mà ướt khóc, ướt áo, ướt ngực ảnh hết. Sau đó là bao lâu rồi mới có đứa đầu tiên bây giờ? Dạ 2 năm. Thì cái cảm xúc của em lúc đó làm sao? Tháng nào hai chồng cũng canh hết trơn á. Thành ra là cái lần đó biết sớm quá, anh Tú mới nói thôi từ từ mình hả báo. Cái bé đầu kia là mình vui quá. Mình báo hết người này người kia rồi mình kiểu như là mình vui quá độ đi á. Thành mình ra nghĩ là nó không quá tốt. Dạ. Đúng không? Bây giờ cứ mình cứ từ từ bé nó chắc chắn rồi mình sẽ thông báo cho ông bà. Thông báo cho bạn bè sau. Rồi bé đầu xong rồi bé tiếp tục là bao lâu mới có? Dạ em có liền luôn. Có em không dám ra được cái ra ngoài luôn. Dạ. Đúng rồi. 9 tháng sau á. Là ra nữa? Dạ. Rồi cái đứa thứ ba? Đứa thứ ba thì em cảm giác là ngưng lại thời gian là 2 năm. 2 năm. Dạ. Rồi cái bé thứ tư? Là 3 năm. Năm 1, năm 2, năm 3, 3. Còn... chưa có năm đại học. Chưa có tốt nghiệp. Tiếp nữa không? Em ngưng rồi. Anh Tú nói năm sau, 5 tuổi anh đẻ gái Úc, nó ẩn tuổi cha tốt lắm á. Dụ em hoài. Có nghĩa là thêm đứa nữa là đặt tên là đại học. Dạ. Bây giờ bắt đầu mình đi vào cái phần mà quan trọng đó chị. Anh chị ha, thấy hai vợ chồng này vui quá à. Đại hội vạch mặt đó, cái phần đó đó. Anh ấy có những cái tật xấu gì nè? Ông xã em thì em thấy ít tật xấu lắm. Nhưng mà có một chút xíu chơi game. Mê game. Dạ. Có hơi lớn tiếng với con một chút. Trong mắt em vậy là cảm thấy anh bây giờ là hoàn hảo. Thôi bây giờ tới em. Tới em đó. Bé Liên vợ em thì xấu ăn, xấu ngủ, xấu ở. Xấu ở là sao? Xấu ở là mỗi lần mà nhà cửa bời bộn, rồi đồ đạc để không đúng nơi, con cái thì nói chung là đi học giờ thì mấy bé để đồ đạc lung tung hết. Thì cằn nhằn trong nhà với em vậy đó. Cái đó là cái xấu ở đó. Xấu ăn là sao? Đói lên là phải hối thúc em. Xấu đói. Không ăn vậy là quạo. Là xấu đói. Đói bụng là quạo luôn. Mà bà có giỏ nữa. Đúng rồi. Rồi còn gì nữa nè? Hết rồi, có nhiêu đó thôi. Mười mấy năm ở chung với nhau mà cái tật xấu mà hai người kể mà thấy có chút xíu, nó nhỏ nhoi quá, giờ sao đây? Để coi. Vậy em muốn vợ em thay đổi gì không? Liên nấu ăn ok không? Gần đây thì nấu ăn ngon. Cười kìa, cười kìa. Cười có nghĩa là chắc cũng được thôi, đúng không? Có một lần là hồi đó mới cưới là em chưa có biết nấu ăn. Cái cô bếp cổ đi về quê, mẹ đem đồ ăn về, mẹ nói Liên bữa nay con nấu ăn nha. Trời ơi, em xanh lét mặt mày hết. Em nói anh ơi hết rồi giờ sao anh. Rồi cái anh nói để anh. Anh xuống anh nấu 1 phút 30 giây xong xuôi hết. Vậy là Tú nấu ăn ngon. Dạ nấu ăn ngon. Bưng lên cái bà mẹ ăn, bà mẹ nói y Liên bữa nay nấu ăn được cái ta. Ôi ơi. Ai ngờ đâu hai chồng ngồi cười tủm tỉm. Lần đầu tiên ba mẹ biết điều này. Bây giờ ba mẹ biết. Coi như là một bí mật giấu mười mấy năm, bữa nay bây mới lòi ngoài ra. Nhưng mà giờ dâu đã nấu ăn được rồi. Vậy sao giờ Liên muốn Tú thay đổi điều gì? Em chỉ muốn ông xã em giữ gìn sức khỏe, ngủ đúng giấc, rồi ăn đúng giờ. Với lại có dạy con thì nhỏ nhỏ, đừng lớn tiếng với con nhiều quá. Tú có mong Liên thay đổi gì không? Dạ không có đâu.
Vậy thôi đó hả? Giữ nguyên giữ vậy nguyên đó hả? Cũ. À. Trời ơi, cái cặp này tôi nói thế là quá đặc biệt luôn á trời ạ. Mười mấy năm mà thứ nhất là nhìn Phật của hai anh chị giống như mới cưới hồi hôm. Đúng rồi, anh bất ngờ á. Dạ. Bốn đứa con rồi mà cái tình cảm á, mà nói với nhau á, cũng giống như mới cưới hồi hôm. Dạ. Thì á, chương trình chỉ biết là đầu tiên là cảm ơn tụi em từ Bình Dương lên đây tham gia chương trình, chia sẻ về cái hạnh phúc của mình. Sau đó là chỉ biết chúc tụi em cứ như thế hạnh phúc hoài như vậy thôi. Yeah. Và cái lò vỏ ngày càng phát triển. Đúng rồi, càng nhiều môn sinh. Xin cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son nha. Rồi. Sau kiểu chắc là cô này cũng thích mình cảm nhận đấy rồi. Thế mình mấy hay trêu mình bảo là thôi ngồi đằng sau thì ôm mà đi cho an toàn, không mà ngã đấy. Ôm luôn. Rồi bây giờ tới Trung đó. Sau vừa thể hiện luôn rồi anh. Cảm giác hay quá lắm. Trông mình hay thôi mà hay quá lắm. Ừ. Quá đẹp hả? Vâng. Mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng tiếp theo. Wow. Mời hai em. Wow, trên sân khấu hôm nay là tôi nói nghe, những người phụ nữ lên đây đều tuyệt vời hẳn ra. Mình rất là Bluetooth đúng không? Ồ, đẹp cái chị. Chưa, đều là mắt gà như nhau. Rồi, chào hai bạn đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ, chào giờ mời hai em giới thiệu về mình. Dạ vâng, đầu tiên em xin giới thiệu em là Trung, chồng của Hồng Nhung đây. Hiện đây là cái gì Trung? Dạ. Đừng nói em Quốc Trung. Em là Đức Trung ạ. Đức Trung, tưởng Quốc Trung là em Quốc Thuận. Ừ đó, Quốc Trung là em Quốc Thuận rồi. À, nay em 33 tuổi, đang ở sinh sống ở Hà Nội. Hiện thì em đang làm tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines. Dạ, em chào anh chị ạ. Em tên là Hồng Nhung và em năm nay là 34 tuổi. Thì em cũng làm tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines và hai vợ chồng cũng có chấm nở tình yêu và xuất phát từ tình yêu từ cái ngành tiếp viên hàng không. Thì hiện tại em vừa làm tiếp viên hàng không và làm giám đốc của công ty riêng về xuất nhập khẩu mỹ phẩm và nước hoa. Như vậy là chắc có lẽ là cơ duyên các bạn gặp nhau là chắc có lẽ là gặp ở trên máy bay đúng không? Lần đầu tiên bọn em gặp nhau thì là đang ở thời gian huấn luyện của Vietnam Airlines. Ấn tượng thì lúc đấy chưa có ấn tượng gì cả. Thế nào lại gặp được cô gái lại cũng thích chơi thể thao. Chiều đến em mới chơi thể thao, thấy vợ em ra chơi thể thao với một bạn nữa, bóng rổ. Thấy ấn tượng quá, cá tính quá. Cũng xin, ngày xưa chỉ có số điện thoại với cả nick Yahoo. Thế là xin contact của nhau rồi liên hệ với nhau. Cách đây bao lâu rồi? Đó là vào năm 2010 anh ạ. Ồ, lâu rồi. Tức là 12 năm rồi. 12 năm trước. Còn em sao? Tự nhiên em, tức là lúc đó em thực sự là em rất mê cái môn thể thao đó. Bóng chuyền. Thực sự thì em cũng thích chơi thể thao từ bé. Thì em hay chơi môn thể thao là đá cầu và bóng chuyền, bóng rổ thì cũng biết chơi một chút. Tính cách cũng khá là mạnh mẽ nên là cũng hay thích chơi với cả con trai và hay thích chơi các môn thể thao. Xong rồi cũng nhìn thấy nhau nhưng mà cũng không có gì ấn tượng với bạn ý ít tuổi hơn. Cái tiêu chuẩn của em là không có lựa chọn bạn trai ít tuổi hơn. Cho nên em cũng không có ấn tượng với những bạn trai ít tuổi. Mà em lựa chọn là phải hơn em ít nhất là 5-10 tuổi rồi, hơn một cái đầu cái suy nghĩ tư duy nó cũng phải hơn. Thì mình mới có cái để mắt. Thực ra thì thời điểm đấy là bọn em hay tâm sự với nhau. Đều học xa nhà cả. Xong rồi thời điểm đấy em cũng sau một thời gian cũng mới chia tay người yêu cũ. Hay tâm sự. Xong rồi cũng qua những câu chuyện đấy thì em nghĩ là có cảm tình với nhau thôi. Chứ còn thực ra bọn em không có ai tỏ tình hay là ngỏ lời là người yêu anh hay là làm người yêu em nhé. Em thành xưa đi học thì thời gian rảnh cũng nhiều. Là tối là hay hồi đấy bắt đầu quen nhau rồi, nói chuyện nhau rồi. Thì hay rủ vợ đi, là người yêu ngày đấy, đi dạo phố. À chứ người là người yêu chứ, mới là đối tượng mình nhắm tới thôi. Sau kiểu chắc là cô này cũng thích mình cảm nhận đấy rồi. Thế mình mấy hay trêu mình bảo là thôi ngồi đằng sau thì ôm mà đi cho an toàn, không mà ngã đấy. An toàn giao thông đi. À anh phải ra bóng. Thế là sau một vài lần trêu rồi Ôm luôn. Thế là lúc đấy em mới biết là thích rồi, thì coi như là nhận lời. Coi như cũng chả ai tỏ tình với. Cái ôm đấy là cái nhận lời luôn, đúng không? Đấy. Ủa như vậy là em hơn bạn mấy tuổi? À em hơn anh Trung 3 tuổi ạ. Cái cảm xúc nó ngộ lắm, chị nói thiệt, chị cũng vậy mà. Có lúc thế, có lúc mà chị 22 tuổi á. Dạ. Là lúc bằng em cái thời điểm đó. Dạ. Đấy chị là gặp ông xã chị là lúc là anh Tuấn Anh, lúc anh cũng bằng tuổi em bây giờ. Cũng cách nhau 3 tuổi ạ chị. Cho nên là mình không bao giờ mình nghĩ là kiểu như là sẽ đến với nhau đâu, nhưng mà mặc dù trong lòng rất là thích luôn á. Như vậy là cái tình yêu của các bạn như vậy là trong cho đến lúc coi như là lấy nhau thì nó có suôn sẻ không? Nó có chia tay chưa chưng gì không?
Bọn em thì cũng có một lần chia tay nhau rất là lâu. Cái giai đoạn đấy là thời điểm mà anh xã em ra Hà Nội mấy tháng. Thì em bọn em có cãi nhau, có những cái mâu thuẫn rồi những cái không phù hợp về suy nghĩ chia sẻ. Thì cũng chia tay nhau mất khoảng một tháng, gián đoạn nhau một tháng. Thế xong đó là cũng vẫn thấy có thiếu người chia sẻ, xong rồi trống vắng hay là lại nói chuyện lại và lại quay lại. Thế xong đấy thì khi mà em yêu anh ấy một thời gian thì em bay ở trong Sài Gòn này hơn một năm, năm rưỡi thì em lại chuyển sân ra Hà Nội để bay. Thế thì thời gian đấy thì là hai gia đình cũng biết là hai đứa yêu nhau và có qua lại với nhau và biết là em hơn tuổi chồng em. Thế thì ông bà cũng hai bên rất là phản đối luôn và không đồng ý một chút nào, bởi vì là bố mẹ em thì cũng muốn là con gái gặp một người đàn ông trưởng thành, chững chạc, có thể lo được cho gia đình, và sợ là sau này nó có cái ảnh hưởng về ngoại hình thì vợ sẽ bị già hơn chồng, sẽ bỏ mình đấy. Đó, vâng, thì vợ bên gia đình nhà anh ý thì cũng như thế, thì cũng muốn là anh ý đang còn trẻ, nhiều cơ hội thì cũng còn nhiều thời gian để mà rèn luyện và tìm được một cái người nó phù hợp với lứa tuổi tác hơn. Nói chung là bố mẹ thì phản đối phần chính là vì tuổi tác. Và có lần thì em cũng hai đứa thì cũng rất là quyết tâm, bởi vì là em nghĩ là bộ khi mà gia đình càng cấm cản thì hai đứa lại càng mãnh liệt, càng cấm cản máu em ạ. Đấy, tuổi trẻ đấy. Thế, đúng rồi, máu lắm hả chúng. Mà ngay lúc thời điểm đó là đây 22, đây 19, máu lắm em ạ, máu lắm. Nhưng mà làm sao để cho hai gia đình coi như hết phản đối và chấp nhận? Thực ra cũng là do bản thân mình thôi, em nghĩ thế. Xong rồi bọn em thì lúc đầu khi gia đình nghe thì cũng không đồng ý, nhưng mà khi gặp mặt nhau rồi thì bố mẹ bắt đầu có những sự thay đổi. Khi tiếp xúc với Nhung thì thấy Nhung cũng là một người phụ nữ mà người đàn ông có thể gửi phần đời của lại của mình. Nói nghe nhỏ bé quá, đàn ông nhỏ bé mà. Nhung nói thế chứ mình ra ngoài đường thì mình to, về nhà mình vẫn là cá con. Ngoài đường ra đường cá mập, về nhà cá con. Đó. Nhưng mà chị hỏi nè, hai đứa là trên hai cái tuyến đường bay khác nhau hả? Hay là bay chung một máy bay? Dạ, thi thoảng bắt đầu mới có một chuyến đi chung. Còn đâu thì là em với vợ em là khác đội. Khác đội đúng không? Dạ. Thế rồi có ghen qua ghen lại không? Chứ chị thấy bay suốt ngày trên trời. Thế đứa nào cũng trai xinh gái đẹp này chết trên giờ. Thế là vợ chồng em cũng hiểu với nhau, thì cũng hiểu công việc của nhau mà. Anh nghề phải như vậy, phải đi đây đi đó, phải mất thời gian. Thì cũng không ít khi xảy ra cái chuyện. Không ghen. Em thề đi, em có ghen không? Thi thoảng gọi không được thì mới hơi hơi thôi. Trên giờ làm sao mà gọi thường xuyên không được chứ? Đấy thì em sợ là đi vẫn chưa đáp. Hay là đáp rồi mà vẫn để chế độ máy bay. Thành ra mới hơi tò mò tí. Em sao? Không chồng thế này chết dở đấy bà. Có ghen không? Thực ra thì là em nói chung là cũng hai vợ chồng em thì cũng có một chút. Chứ không có ai là ghen nhiều hết. Bởi vì thực ra là bọn em rất là may mắn, bởi vì là công việc nó gắn kết với nhau từ cái hồi mà bắt đầu yêu và bắt đầu đi học. Xong đó là cái thời gian mà gắn bó với nhau nó cũng lâu. Thì khi mà bọn em đi làm thì bọn em cũng có hiểu cái tính chất công việc của nhau. Thì đi thường xuyên và mỗi cái tổ thì là có những cái tiếp viên, những cái phi công cũng khác nhau, chứ không phải tổ nào cũng giống nhau. Thì bọn em cũng có những cái sinh hoạt chung với cả các anh các chị. Thì nếu như mà có cái gì đó mà nó khác lạ thì là trong tổ cũng đã đồn biết ngay đúng không? Biết luôn. Và mình rất là nhạy cảm chị ạ. Mình sẽ cảm nhận được luôn là cái tình cảm có cái gì thay đổi hay không, rồi cái sự mà ứng xử ra là cái đó là mình cũng khá là nhạy cảm. Nên em nghĩ là bọn em cũng không có nhiều cái sự ghen tuông trong cái chuyện tình yêu nhiều. Rồi bây giờ thôi mình đến cái phần kia đi. Dạ. Hai vợ chồng em là coi như là lấy nhau 2013. Đúng rồi ạ. Cho tới lâu bây giờ là 2022. Làm. Là 9 năm. Thì bây giờ có những cái tật xấu, có những cái tật gì mà mình cảm thấy chưa hài lòng. Thì bây giờ sẵn lên đây thì mình khui đi em. Dạ. Anh Nhung có xem chương trình này rồi đúng không? Em có xem. Đến cái rồi. Phần này là phần bóc phốt ạ. Các chị là rất thích mà, các chị vợ rất thích. Đúng, các anh cũng thích chứ làm như con mình các Chung chị có thích không Chung? Em không. Cường khùng. Anh không hề thích luôn. Tại vì là đàn ông là nhiều tật xấu lắm. Thành ra chị em thì chỉ đợi cơ hội này để kể thôi. Cái thời điểm mà mới lấy nhau về ấy, thực sự là cũng bị sốc chị ạ.
Bởi vì là trước đó thì yêu nhau thì rất là quan tâm. À ngày xưa anh không có bạn bè tụ tập nhau, ăn uống nhậu nhẹt nhiều. Thế nhưng mà cái thời gian mà lấy nhau về thì em có bầu em bé. Thế xong rồi anh lại thường xuyên đi bay. Và đi bay thì gặp bạn bè, xong đó là cứ chuyến bay cuối chuyến bay thì lại về là hẹn nhau đi ăn này. Ăn xong rồi đôi ba chén rượu. Xong bắt đầu dần dần nó thành cái thói quen, thành cái nếp á chị. Và có lúc hôm là còn đi nhậu về đêm luôn, 2-3 giờ sáng ấy. Em cũng rất là stress về cái việc không quan tâm đến vợ và hay đi nhậu như thế. Nhất là lúc đang mang bầu nữa. Vâng, đúng rồi, cái lúc đấy mình cũng bị căng thẳng theo, cũng mệt, tủi thân. Anh ấy có cái tật xấu như thế thì là em không thích nhất. Còn đàn ông thì có rất là nhiều cái tính, ví dụ như là bừa bộn, bẩn thỉu. Thì những cái đó cũng thi thoảng cũng càm ràm. Nhưng nó cũng không phải là cái quá to để mình để tâm đến. Mà mình chỉ quan tâm đến cái chuyện là chia sẻ cùng với cả nhau, quan tâm nhau và quan tâm đến cái gia đình, cái đứa con của mình. Nhưng mà cái đó là trước đây, thế còn bây giờ thì sao? Bây giờ thì hiện tại thì anh ấy cũng chăm lo cho gia đình hơn, cũng bớt nhậu hơn. Nhưng mà vẫn có cái tật là đi nhậu, đã nhậu là phải nhậu tới bến. Đó là tật xấu đó. Thì em cũng rất là mong là anh sẽ biết kiềm chế những cái được, cần trô được cái điểm dừng đó. Đó là mong muốn thay đổi luôn rồi đó. Vâng, em mong muốn cái điều đó nhất. Xong đó là tập trung cho cái việc kinh doanh của công ty và chăm sóc con cái hơn. Có thường xuyên trò chuyện với con gái không? À đó, còn một cái tật nữa là chồng em nhiều khi là cũng say mê game đó. Là đó, chơi là game. Cũng chơi hơi lâu. Em cũng mong là giảm bớt đi một chút xíu. Để có thời gian để dạy dỗ con nhiều hơn. Mê game. Rồi bây giờ tới Trung đó. Xấu thể hiện luôn rồi anh. Cảm giảm hả? Cảm giảm hay quá lắm. Trông ngày tôi mà hay quá lắm. Quá em hả? Vâng. Mà nhiều khi cô biết là chơi game đâu, nhiều khi em đang đọc sách. Tại vì em đọc trên iPad mà. Lại bảo chơi game. Em đam mê về đá bóng. Thích đi đá bóng và thích chơi những cái game liên quan đến đá bóng. Nhưng mà em có một cái thời gian quy định thôi. Tức là sau khi con ngủ rồi. Tối muộn muộn, 10 giờ em chơi. Thành ra chơi hơi muộn. Có thể là vợ đợi mình lên giường lâu quá. Thành ra vợ quay ra quy mình là mê chơi game. Lâu lâu lắm rồi, máy để bụi lắm rồi, không chơi đâu. Thế vợ là hay để trong lòng, nhiều khi cứ thấy ngồi cầm máy là cầm máy chơi. Là chơi game. Mặc định luôn, mặc định cứ cầm luôn. Máy là game. Đó là giải thích đó. Rồi bây giờ tật xấu của vợ nè. Quá cầm ràm nè. Hay quát cả quát. Chồng cả con. Mà nhất là cái thời gian mà đợt rồi dịch ở nhà nhiều quá. Stress đấy. Hay quát, nhưng mà thôi đối với em mình quen rồi, ở nhau gần 10 năm. Bây giờ là quát thì thôi dắt con đi ở trong phòng trốn. Vợ còn tật xấu gì nữa không? Ngoài quát chồng ra còn cái gì nữa không? Em có một tật xấu mà thực ra cũng là một cái điểm tốt. Vợ em là khá đam mê công việc. Gần như là những cái thời điểm mà ngày xưa còn bay ấy, thì còn ít làm công việc ngoài, nhưng mà khi đã nghỉ công việc đi bay rồi, vợ em lại càng tập trung vào cái việc kinh doanh nhiều hơn. Công việc kinh doanh ấy. Thì nhiều khi là do tập trung quá cũng quên hết những thứ xung quanh. Đôi khi quên cả chồng và con đang ở đâu. Vậy á. Đó là hôm trước thì mới được cô giáo nhắc lại một lần là cho con em đi học thêm. Thế là vợ em làm tập trung quá hay là mệt quá, quên đón con, để con ở đấy mất 2 tiếng ăn cơm cùng nhà cô. Bây giờ cô vẫn nhớ cái đây chuyện câu chuyện đấy cách đây 2 năm rồi. Thực ra thì em cũng hay đãng trí. Cho nên nhà em bây giờ làm khóa là phải khóa vân tay hết. Toàn bộ, còn chìa khóa xe máy với chìa khóa ô tô thì thoảng cũng có quên. Đi lên xong lại đi xuống. Thế còn những cái chuyện mà ngày xưa thì là em cũng không nhớ được kỹ lắm. Bởi vì là thực ra thì là bây giờ cái khối lượng công việc của em nó cũng hơi nhiều. Và thời gian rảnh thì em cũng muốn là tập trung dành có thời gian thì em tập trung em dành cho con cái. Bây giờ chứ như em chỉ có mong muốn chồng em là bớt đi nhậu thôi đúng không? Yes. Bớt nhậu bớt game nữa. Game thì bây giờ anh ấy cũng đỡ hơn rồi. Đấy, em quát nhiều em mong vợ em ít quát đi. Mong vợ con nó cũng đỡ sợ mà em cũng đỡ sợ. Thì thực ra bây giờ hai bạn ở với nhau cũng 10 năm rồi. Vâng. Bây giờ bắt đầu cái tình yêu nó chuyển thành cái tình nghĩa rồi. Vâng. Đúng không? Mặc dù hai đứa còn rất là trẻ luôn á, nhưng mà cái nghĩa nó nhiều hơn. Thành ra là chị nghĩ là nếu mà cái gì có thể thay đổi được thì thay đổi. Cảm ơn Trung với Hồng Nhung nhé. Dạ. Em cảm ơn anh chị. Chúc cho hai em sẽ luôn tận hưởng hạnh phúc và hạnh cái phúc. Công ty ha. Là công ty công phải ty phát triển hơn nữa. Dạ. Yeah. Em cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ. Rồi. Ở bên đó là sống chung với nhau rồi, về đây
nó cũng dịch khoảng chừng 1-2 tháng gì đó là con phải ở chung nhà với ảnh, xong rồi cái thói quen rồi, cái bây giờ kêu tách ra thì khó chịu nhưng ảnh có xin bố mẹ cho con tới ở chung với ảnh luôn. Xong rồi cái về Việt Nam cái ảnh suy nghĩ sao anh không chịu nữa, ảnh kêu là thôi vậy thiệt thòi cho em. Tại ảnh không có cầu hôn gì đẹp quen hết, con mới nói là mấy cái đó hình thức thôi không quan trọng. Xong rồi cái anh từ chối. Trong khách sạn cái anh tức giận, anh kêu là em học bài giả tạo. Em học bài giả tạo. Tại sao em lại như vậy? Con không hiểu gì hết. Mình tại sao lại mắt hay là mở mắt? Lúc đó anh đang mở mắt luôn. Lúc đó anh tỉnh rồi. Tại sao lại nói em vậy? Xong kêu là anh nằm mơ anh thấy tụi mình cãi lộn. Vậy là ghen trong mơ rồi. Xong rồi dạ, xong rồi nguyên một đêm ngủ không có ôm con luôn. Tại sao Paulo lại chọn Kỳ Duyên? It's not about choose. We start dating and I start to liking her more and more. And like, of course, I had a good impression, first impression. That was a good thing. But in that day, she avoided me. And I even think she was interested in my friend. So I told my friend, hey, you should talk to this girl. But he didn't. And then 1 week later, I talked to her and we started having a couple dates, going for coffee. And then from that time, after 4 dates, I chose her. I see she was a good person to be with me. I like her family, I like her style, attitude, talk. That's why I chose her. Sau bao lâu tụi con chính thức là yêu nhau từ cái hôm mà gặp nhau ở bowling? Dạ, từ lúc bowling cái ngày mới lần đầu gặp lại thì 2 tuần sau tụi con có đi chơi. 2 tuần sau đó nữa là chính thức hẹn hò. Coi như là 1 tháng đó. Vỏn vẹn 1 tháng đó. Tụi con hẹn hò nhau bao lâu rồi? Tháng 6 này là được 3 năm rồi. Wow. Dạ, cưới nhau được một... Gonna be 1 year and a half. 1 năm rưỡi. Yeah. The first kiss with her, where? Where? Do you remember? Yeah, I do. It was when I drove her back home. From a coffee and a movie. And then I stopped nearby her parents' house. But like 1 kilometer earlier. And then we talking and then I asked if I could kiss her. And then we had the first kiss. It was one month later. The feeling... your kiss? How do you feel? I think if I should do earlier, first day, second date. But it was actually perfect. I wait a little bit more because I got to know she was a good girl, good person. And the feeling was awesome. And then I drive back home, I was smiling the whole time. Còn con thì sao? Con cũng vậy, con xong cái vô nhà cái con cũng cười, quá trời cười luôn. Mẹ con cùng sao mày cười hoài vậy? Con nó có nói đâu, con cũng chỉ cười thôi. Rồi sau đó là hai đứa coi như là có sống thử với nhau trước khi đám cưới không? Dạ có, tụi con sống với nhau khoảng chừng 8 tháng. Là tụi con cưới nhau. Gia đình con như thế nào? Dạ, lúc đầu thì bố mẹ cũng không chịu. Cũng cũng hay kêu con đi về nhà, nhưng mà tại tụi con đi Brazil về ở bên đó là sống chung với nhau rồi, về đây nó cũng dịch khoảng chừng 1-2 tháng gì đó là con phải ở chung nhà với ảnh, xong rồi cái thói quen rồi, cái bây giờ kêu tách ra thì khó chịu nhưng ảnh có xin bố mẹ cho con tới ở chung với ảnh luôn. Rồi bố mẹ mới đồng ý. Cái đợt đó là con về Brazil để mà gặp gia đình của Paulo. Dạ. Rồi bố mẹ của Paulo làm sao? Bố mẹ Paulo rất là hiền, dễ thương. Nói chung là con cũng không nói chuyện được gì nhiều với lại bố mẹ của Paulo. Tại bố mẹ Paulo không nói tiếng Anh, cho nên là con không nói chuyện được nhiều. Nhưng mà họ rất là quý con. Nói chung là bố mẹ rất là hiền. Khi mà lần đầu tiên đưa bạn gái về, bố mẹ của Paulo có nhận xét gì về cô bạn gái này? The first day when we came, when we fly to Brazil, she go to my parents' house with pink hair, was a little bit pink. Yes. They kind of didn't like that much, but the rest, they like it. They like it that she's not so big girl, small girl, good size for me. Cute, she smiled, she offered help for them, what she could do, maybe cooking or something like that, and so they love it. Bạn này cầu hôn em có lãng mạn không? Dạ không, con cầu hôn bao lâu trước? Con cầu hôn bao lâu trước? Thì không? It's a funny story. Tại vì cái đợt đó là, ở bên đó là dịch nổ ra, mới lo sợ về cái vấn đề visa này kia. Và lại con cũng muốn là Paulo không có phải lo về visa tourist nữa. Khi mà nếu mà cưới thì sẽ có cái thẻ định cư. Lúc đó ở trên biển thì con mới nói là hay là mình cưới đi, rồi anh sẽ có cái thẻ định cư, không còn phải lo về mấy cái vấn đề visa nữa. Con thấy rất mất tiền, nó rất là đắt. Nhưng mà anh kêu ok. Xong rồi cái về Việt Nam, cái ảnh suy nghĩ sao anh không chịu nữa. Anh kêu là thôi vậy thiệt thòi cho em. Tại ảnh không có cầu hôn gì đẹp quen hết. Con mới nói là mấy cái đó hình thức thôi, không quan trọng. Xong rồi cái anh từ chối, thời gian sau nữa cái lại nói lại thôi mình cưới. Cho nên là con nói vậy đó là một cái màn cầu hôn đó. Dạ, không có gì, không có gì đặc biệt. Chú nghĩ nó nghe là Paulo phải lãng mạn và cầu hôn. Cho Paulo không lãng mạn. Many Brazilian men, they are very romantic. I was shy. Start living alone when I travel.
I start to be less shy, but with friends, with girls, I still shy and it's a bit hard to be romantic. Sometimes I try, but it's simple. Đó but mainly Brazilian people, the men try to be more romantic. Lãng mạn nhất của anh là chỉ có những ngày lễ đi về với một bó hoa. Ồ, vậy là được rồi. Dạ. Nhưng mà con sống với một người nước ngoài á, lúc mà tụi con yêu nhau rồi sau đó là ngay cái thời điểm mà dịch luôn đúng không? Dạ. Bùng dịch luôn, cả thế giới quốc gia nào cũng bị ảnh hưởng hết trơn á. Dạ. Về công việc, về tất cả mọi thứ thì cái thời điểm đó tụi con có những cái mà giận hờn hay là căng thẳng stress về cái công việc của mình không? Đợt đầu dịch tụi con cũng ổn. Xong rồi đợt dịch thứ hai mới là thật sự là một cú sốc rất là lớn. Công việc thì không có thu nhập trong vòng 4 tháng trời luôn. Thì cái đó nó cũng ảnh hưởng tụi con. Nhưng mà tụi con thường không có cãi nhau về vấn đề tiền bạc nhiều, không có cãi về cái vấn đề áp lực, mà chỉ cãi nhau về những cái lặt vặt li ti ở trong nhà thôi. Với lại cái thời điểm đó là cái thời điểm Paulo rơi vào trầm cảm. Những cái gì mà nó nhỏ nhặt nhất, Paulo cũng rất là dễ nóng giận, cho nên là cãi nhau. Sau đó thì con mới thấy là Paulo bị như vậy, cho nên là những cái chuyện nhỏ đó thì con cũng nhịn, con không có cãi lại làm cái gì hết. Và tụi con vượt qua cái thời điểm đó là mấy tháng? Cái đợt đầu dịch đó thì Paulo cũng bị nhẹ nhẹ thôi. Xong rồi đợt dịch thứ hai mới bị nặng, chắc cũng phải 2 năm á. Ủa gì hả? Dạ. Cái đợt thứ hai là bao lâu? Tầm 8 tháng đó thì em mới hiểu cái điều đó. Sau đó thì là có một cái đám cưới là hoành tráng không? Dạ, tụi em chưa làm đám cưới. Tụi em mới đăng ký kết hôn, rồi, đúng không? Tụi em muốn đợi bố mẹ Paulo năm nay về, tụi em tổ chức đám cưới. Có dự kiến chưa? Cuối năm ạ. Vậy là khi mà hai đứa bắt đầu sống thử với nhau, có lòi ra tật xấu gì không? Dạ, tật xấu là cực kỳ nóng tính, sau dịch thì còn nóng tính hơn nữa. Wow. Dạ, nóng tính với có cái là hay nặng mụn. Nặng mụn ai? Dạ, nặng mụn của chính mình. Có nặng mụn con không? Dạ không. Tắm xong thì thì thôi đi, đi ta lau khô người đi ra đi không nhìn vô gương. Xong rồi á là thấy một đống đống luôn, xong rồi nặng một hồi là quên. Xong rồi cái lúc mà nhận ra thì là mình đã mặt nặng bấy rồi, bày bất thư trên mặt là sao. Xong rồi buồn trầm tư, xong rồi cứ ngồi suy nghĩ và... dạ đúng rồi đó. Nhưng bây giờ cải thiện, giống như là hồi đó bị trầm cảm cũng một phần là do bị nặng mụn. Có ghen không? Trời ơi ghen lắm. Nếu mà đi bình thường, đàn ông con trai người ta nhìn, ví dụ nhìn liếc nhìn sơ sơ thôi thì không sao. Nhưng mà nếu mà chỉnh trực diện cho con luôn á, để ý thì anh sẽ lại nói chuyện với người đó. Oh. Là sao nhìn vợ tao vậy? Là kiểu vậy đó. So beautiful, I have to be jealous. Oh, có gì nữa nè? Ngủ hay bị mộng du á cô chú. Có một cái hôm mà con kiểu buồn mà bị sốc luôn á, là tại vì là hôm đó tụi con đang ở Đà Nẵng. Trong khách sạn cái anh thức dậy anh kêu là em học bài giả tạo. Em học bài giả tạo. Tại sao em lại như vậy? Con không hiểu gì hết. Nhắm mắt, tại sao lại mắt hay là mở mắt? Lúc đó anh đang mở mắt luôn. Lúc đó anh tỉnh rồi. Tại sao lại nói em vậy? Xong kêu là anh nằm mơ thấy tụi mình cãi lộn. Con bị là ghen trong mơ rồi. Xong rồi dạ, xong rồi nguyên một đêm ngủ không có ôm con luôn. Thật tới nỗi mà anh không biết được đâu là thật đâu là giả. Xong rồi ngày hôm sau thì anh xin lỗi, anh mới nhận ra nó là mơ. Mơ. Con đang nằm ngủ, cái anh kêu là anh thấy người đó đang nhìn tụi mình. Xong rồi cứ chỉ chỗ con sợ quá. Sợ sao không sợ? Má. Có đi tới đi lui không? Dạ có, trời ơi. Dậy xong rồi cái là đi vòng quanh nhà luôn. Anh thấy họ. Tôi quay lại hỏi là em có biết những cái người mà hay dòng ngó nhà của người khác không? Con nói là biết, họ đang ở đây nè. Xong rồi quay lại ngủ, sáng ngày hôm sau hỏi lại không nhớ. Không biết gì đâu, đúng là đang ngủ mà. Nói là Paulo có một cái nỗi sợ là sợ bị ai đó vô nhà cướp đồ. Cho nên là lúc nào cũng mơ hay có trộm cướp vô nhà, cho nên rất là sợ. Bây giờ con mong Paulo thay đổi điều gì không? Con chỉ mong có một cái là bớt nóng tính lại thôi. Yeah. I just hope you let calm down more. Let jealous. Dạ, giờ tới Paulo đó. He loves to watch Chinese and Korean TV shows and every day. Còn gì nữa? Nothing else. Yeah. Cooking. She learned to cook when we start dating and live together. So because of me, she couldn't cook and she learned and she do good. Con nấu thì anh cũng khen ngon chứ. Thì con cũng nghĩ là con nấu cũng ok, tại vì con tự coi, tự học, tự nấu, cho nên là ảnh không có cái complain về điều đó đâu. Do you want her change more? No, she did already. I'm happy with her change. Yes. Quá trời là sung sướng. Ủa nhưng tụi mà tụi con là đã có em bé chưa? Tụi con có hai bé. Ủa hai bé là hả? Dạ, một bé trai, một bé gái. Bé cún phải không? Bé cún phải không? Dạ. Một bé mèo. You want have baby? I want yes, but if I already have my babies now. This year, next year. I think 2 or 3 years later. Oh. Con cũng muốn là ảnh, cái tâm của ảnh nó vững hơn một chút xíu thì mình mới nên có em bé. Nhưng bây giờ con thấy ảnh hơi nóng tính quá,
thấy chưa có sẵn sàng. Cô nghĩ là về nè, lúc nào mà rảnh rảnh hai đứa về Brazil hoặc là ở đây con tìm một cái bác sĩ mà về cái bệnh mũ mộng du mình có thể trị được, cho bác sĩ họ tư vấn xem mình cải thiện cái tình trạng nó như thế nào. Anh lúc nào anh cũng phải hoạt động, khi mà anh mộng du là anh vẫn phải hoạt động trong giấc ngủ đó, thành ra cái thần kinh của anh nó lúc nào nó bị căng thẳng, nó mới dịu, cho nên là anh bị nóng tính đó. Theo cô nghĩ là như vậy, thành ra con cho anh gặp bác sĩ để mà giống như mình có những cái thuốc nó không còn cái tình trạng mộng du trong giấc ngủ nữa. Nghe rồi, cảm ơn Kiều Duyên, cảm ơn Paulo đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Chút nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau. Dạ, yes. Mẹ kêu là mình để hai tay túi khoác thành nào cho đỡ đừng bị té. Xong con cũng dựa vô con ngủ, nhưng mà thật ra mình đâu có ngủ được, mình ngồi mình mệt thì mình dựa thôi. Cái bạn ngồi chứ bạn nói nè, đã tao không muốn nói rồi mày làm gì sao tao chịu nổi. Hôm nay con dựa vậy là sao tao chịu nổi. Mình nghĩ là dựa là mình đè lên đó, sao chịu nổi đúng không? Cái xong nhắn tin cho con hỏi là mày thấy làm sao? Con từ chối, con không có đồng ý. Thì khi mà bạn đi cùng bạn gái đó, bạn đi ngang mà thấy con, cái bạn bỏ bạn gái luôn, bạn chạy là bạn đỡ con. Bạn đỡ con vô trong ngồi nói chuyện với con. Rồi dạ bắt đầu từ đó thì mới nói chuyện lại. Aquaseline, lăn nách không mùi từ châu Âu, giảm mùi hôi, khô thoáng nách đến vài ngày. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục với câu chuyện của cặp vợ chồng số 2. Xin chào hai em. Rồi mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Dạ xin chào anh Quốc Thuận, xin chào cô Hồng Vân. Em tên là Thái Đức Hòa. Hiện đang là một hướng dẫn viên du lịch. Anh bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con 27 tuổi ạ. Mời. Dạ con chào cô Hồng Vân với lại là chào anh Quốc Thuận. Con tên là Trần Thị Kim Xuân. Con cũng 27 tuổi, bằng tuổi. Dạ và hiện tại con cũng đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. 27 tuổi, công việc của con là gì? Bữa xuân. Dạ, thật ra thì công việc của con tốt nghiệp là học làm hướng dẫn viên du lịch luôn, cũng làm hướng dẫn viên du lịch được vài năm. Xong rồi dịch quá thì con đổi qua làm thẩm mỹ viện. Ủa như vậy là học chung trường với nhau. Thanh Mai trung mà. Quen nhau nè, đúng không? Dạ chung lớp luôn à. Học chung trường đại học. Học đại học mới gặp, tại vì con là ở quê, con ở tỉnh Kiên Giang, rồi con lên Sài Gòn con học đại học. Thì mới gặp bạn này thì chơi chung nhóm cũng mày tao luôn. Ấn tượng đầu tiên về chồng con á là không nghĩ là dân Sài Gòn luôn. Tại vì nha, bề ngoài đi học á thì mặc có quần ống bát mà bạc màu, mà mặc áo sơ mi tay dài tới đây mà không có xăng. Cứ để vậy đó, cứ lũ phụ lắm vậy đó, lắm thẩm vậy đó. Đầu thì bơm sợi như nào, giống như là tưởng như là mấy người trai Hàn Quốc nhưng mà nó hơi lố hơn một xíu. Là nhìn không hề biết là đây là trai Sài Gòn luôn. Không hề biết luôn. Nhưng mà thật sự là người ta đó là người Sài Gòn rồi. Là ở đây là Sài Gòn, tức là đi đâu cũng là nhà, cho nên thì cứ ăn mặc như bình thường dưới nhà thôi, chứ không phải là đi tiệc đi gì đâu. Đó là gu thời trang của con hay là con thích vậy để chọc mấy bạn? Thật sự thì lúc đó con nghĩ rằng là mặc thoải mái thôi, đúng không? Đúng rồi, mặc sao mình thoải mái thôi. Nhưng mà rồi con có ấn tượng gì với cô Kim Xuân này không? Dạ ấn tượng thì tại vì đó vợ con nói chung là đẹp, đẹp theo cái gu của con nha. Em mới kiểu tức, em mới nói là tao chỉ thích mấy đứa dễ thương thôi. Rồi, nói chú đẹp mà không thích, không quan tâm. Là con nói về cái tiêu chí của con á. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Còn con có tiêu chí gì không? Bạn làm việc á hay là bạn học, nói chung là học nhóm, bất kỳ vấn đề gì mà cần cái sự làm việc tập trung á là bạn tập trung rất là cao độ. Mà cái việc mà cái người mà người ta tập trung vào công việc á, nó thu hút con về cái điều đó. Dạ. Ban đầu chỉ là bạn thôi, tại vì lúc mà hai đứa gặp nhau là bạn này có bạn gái mà con cũng có bạn trai. Nhưng mà con vẫn không hề e sợ cái đồ đạc quần áo lủng tha lủng thủng của ảnh, đúng không? Hình thức. Dạ. Dạ con thì tụi con thì cũng không quan tâm hình thức lắm. Rồi, đến khi nào thì hai đứa mới chia tay mối tình của mình để mà đến với nhau? Tới năm 2 đại học chia tay, cũng từng cặp tự chia tay luôn. Coi như là chia tay rồi ai tỏ tình với ai trước nè. Cái này thì nó lại là một cái câu chuyện nó hơi bị lọc vòng luôn. Tỏ tình thì là em tỏ tình trước. Lúc đó thì lúc đầu là Xuân từ chối đúng không? Lúc đầu là vợ từ chối đúng không? Chồng em nói chung là rất là cục xúc. Tại vì thời điểm nó cũng là mày tao mà cũng mày tao bạn bè sòng phẳng mà. Đi ăn cũng trả tiền tự trả thôi chứ đâu có vấn đề gì đâu. Tụi con mới có một bữa picnic đi chơi với nhau, đi tắm suối. Xong rồi đi về thì mới chia cặp chở nhau về. Thì lúc nào bạn này cũng chở con hết, tại vì bạn này là nhà tiện đường đưa con đi học, ngày nào cũng đưa con đi học hết, mà đi chơi cũng chở con luôn. Rồi trở về thì con buồn ngủ, con mệt quá, con mới nói là ê cho tao dựa vai xíu tao ngủ. Mẹ kêu là mày để hai tay túi khoác thành nào cho đỡ đừng bị té. Xong con cũng dựa vô con ngủ, nhưng mà thật ra mình đâu có ngủ được, mình ngồi mình mệt thì mình dựa thôi. Cái bạn ngồi chứ bạn nói nè, đã tao không muốn nói rồi mày làm gì sao tao chịu nổi.
là ta không muốn nói là ta thương mày đó, dạ. Ta thích mày. Mày còn dựa vậy là không, sao tôi chịu nổi. À đúng rồi đó. Mình nghĩ là dựa là mình đè lên đó. Sao chịu nổi đúng không? Dạ à. Dạ. Tức là mình nghĩ là bạn nhận thức thì mới nói như vậy. Tại cái tay còn động đậy đúng không? Dạ đúng rồi, dạng như lật đầu qua lật đầu lại dạng như dạ, và lúc đó là con im lặng luôn, cô im lặng chở tới về tới nhà luôn. Bạn này mới ngồi ngoài trước cửa nhà đợi con tắm rửa thay đồ xong hết cái chở con đi ăn xong lại chở con về. Không nói gì hết, im lặng luôn. Cái xong nhắn tin cho con hỏi là Mày thấy làm sao? Con từ chối, con không có đồng ý. Con nói là không, con muốn giữ cái mối quan hệ bạn bè thôi chứ không có muốn tiến tới. Và lúc đó Hoài sao? Em nhận được cái câu trả lời như vậy thì chắc thì mình cũng ngậm ngùi thôi. Tức là mình không biết nói gì. Với lại mình một phần mình cũng dạng như là ta đây á. Để giữ sĩ diện chứ. Dạ đúng rồi, thôi cũng im được, luôn. Được thôi, tôi rồi sao quen nhau được. Dạ, rồi xong rồi á, con có hai đứa bạn ở chung phòng trọ. Hai đứa đó là giống như là tư vấn tâm lý tình cảm với. Xong rồi ngồi phân tích là coi là mày có thích nó hay không. Xem là có nên quen hay không quen vậy đó, ngồi phân tích cho mình nghe. Tại vì mình cũng rối. Rồi sao? Bạn tư vấn xong thấy sáng ra đúng không? Dạ đúng rồi, thấy là sáng mình, ra. Nếu mà mình từ chối là mình bỏ đi một cái cơ hội với dạ, một đúng người. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi sao đó sao? Xong mình thấy vậy cái mình cũng nói ừ thì quen thôi chứ đâu có gì đâu. Chúng còn trẻ mà ngại gì. Cái con nhắn tin con hẹn bạn đi uống trà chanh. Để con có chuyện muốn nói, cũng chở con đi ra quán ngồi. Con chưa kịp nói gì hết, bạn say qua bạn từ chối con luôn. Thôi tao thấy hai mình không có kết quả đâu. Thôi coi như bữa hổm ta nói vậy thôi đi chứ không có gì đâu. Ông tự gái là sao vậy ông quả? Thật sự thì có một cái câu nói mà em nghe được. Ví dụ như hai bạn quen nhau đi. Ừ vui thì vui dữ đó, thiệt đó. Nhưng mà ví dụ như lúc hai bạn chia tay rồi cái nhóm nát luôn. Đó, lúc em nhớ hoài câu cứ dẫn trong đầu em nói. Ừ thì chắc không nên. Là coi như xong. Dạ. Xong sao? Bạn này là rất là đào hoa. Từ đó như là giận luôn, không chơi chung luôn, không thèm gặp mặt nói chuyện luôn. Nhưng mà tụi con học ngành du lịch cho nên là tụi con sẽ có 3 chuyến đi. Chuyến đi thứ nhất là năm 2 sẽ đi miền Tây chung với nhau 7 ngày. Chuyến thứ hai đi Tây Nguyên 7 ngày và chuyến cuối cùng đi xuyên Việt là 20 ngày. Là cùng cả lớp cùng đi với nhau cùng khóa luôn. Thì cái chuyến đi miền Tây đó, bạn trước khi đi bạn bị té xe. Đi cà nhắc đi vô luôn, con thấy tội nghiệp quá. Con với lại con cũng hỏi thăm, con lúc đó con hết giận rồi, con nhìn thấy tội quá con hết giận, con lại con hỏi thăm. Thì trả lời cũng rất là cục xúc luôn. Sao? Gì? Kiếm gì không? Vậy đó con quê, con đi. Tự ái một người đàn ông đó. Tự ái. Khi mà thù dai nè, thù giặc nè, tự ái ca nè. Vẫn còn nhớ hoài ghim cái câu mà dạ. Hiểu không đó. Dạ. Sao nữa? Xong rồi á ha. Bạn á thì lúc mình lên tour đi á thì không đi chung với lớp mình đâu, đi chung với một bạn nữ lớp khác. Cố tình á. Đi chung một bạn nữ lớp khác. Bé kêu xin không? Dạ cũng dễ thương mà con muốn thử coi là bạn này còn quan tâm tới mình hay không trước đã. Còn quan tâm thì mới tính tiếp, còn nếu không thì thôi luôn. Thì cái ngày hôm đó là cái ngày tụi con đi tới Châu Đốc. Cái con thấy hai cặp, một cặp đang đi ngang à, chuẩn bị đi tới ngang mặt con rồi. Cái con mới lúc đó là con cũng đang bị đau bụng thiệt. Cái con không có đi vô trong miếu được, con mới ở ngoài con đợi mấy đứa bạn con. Cái con ngồi xuống con ôm bụng con ngồi tại chỗ, con ngồi trước cửa luôn. Thì khi mà bạn đi cùng bạn gái đó, bạn đi ngang bạn thấy con. Cái bạn bỏ bạn gái luôn, bạn chạy là bạn đỡ con. Bạn đỡ con vô trong ngồi nói chuyện với con. Rồi dạ bắt đầu từ đó thì mới nói chuyện lại. Hiểu rồi, dạ. Là chuyến đi miền Tây là có một cái tín hiệu tốt. Thật ra thì sau chuyến đi miền Tây đó là quen luôn. Tại thì vì đó thì tín hiệu tốt rồi đó. Dạ, nhưng mà sau lâu đó là bao lâu cưới nè? Rồi 2015. Tới 2015, 2021. Là 5 năm rưỡi. Dạ. Wow. Thì hết cái quãng đại học luôn mà cô chú. Mà là tình yêu thuần khiết đúng không? Dạ. Ê nó nghe nè, mấy đứa xưng hô với nhau sao? Lúc mà bắt đầu chính thức gọi là quen á, là con có một cái quy tắc là không được kêu mày tao nữa. Kể cả trong lúc giận cãi hay như thế nào cũng tuyệt đối không được kêu mày tao. Vậy là kêu mày tên. Hai đứa con có việc danh trong nhóm là tụi con là CC couple. Là bạn này là chó mập, con là chim xanh. Là kêu nhau bằng biệt danh hoặc là kêu bằng bạn xưng mình. Trời, cái tên nó còn sốc hơn là mày với tao á. Chó mập. Ê, chó mập. Ê, trời chó ơi, mập. Kỳ lắm á. Chó mập không phải là chửi, là thằng mập. Đó, nhưng mà đó là một cái loài, tức là một cái loài cuốn mà nó ổn định thì nó dễ thương đó. Đúng rồi, nhưng mà cái loài từ nào cũng dễ thương hết trơn. Nhưng mà cái từ ngữ á kêu nó chó mập. Đó, ví dụ thương thì vậy nè, ô chó mập ơi là dễ thương đúng không? Ê chó mập. Giận cái là ê chó mập. Cái từ chim xanh này nó còn đỡ nha. Ê chim xanh. Ê chim. Còn ê chó mập. Bỏ chữ xanh nữa, cũng kỳ nữa. Rồi nhưng mà đến bao lâu thì mới đổi cách xưng hô là anh với em?
Dạ không có đổi xưng hô anh với em luôn, tới giờ cũng không đổi tới giờ em vậy luôn. Dạ không, tới giờ thì về nhà thì mẹ cũng nói là hai đứa bay nói sao coi cho được, chứ để người ta bắt bẻ người ta hay là ra ngoài người ta gặp gì kỳ. Đây cũng mấy năm xưng lại là dạ vợ với chồng thôi. Bây giờ hai đứa lấy nhau rồi sao? Cái đêm cưới xong á là ở khách sạn luôn, tại vì ở cái chỗ nhà hàng đãi nó là khách sạn luôn. Xong rồi mệt quá Mạnh Ai nó ngủ không có gì hết. Dạ đúng rồi. Rồi qua đêm sau, rồi khi mà về nhà thì bạn mới chủ động. Rồi sao nè, bây giờ chị Kim Xuân á, lúc mà cưới chị về xong rồi chị có những tật xấu gì nè? Cái tật mà nói chung là to nhất lớn nhất thôi, đó là gì? Quên đồ. Đồ đạc của cổ hay là đồ đạc của em? Đồ đạc của mình, của chính mình, của có nghĩa là những cái gì không dính vô người là đều có thể quên đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Trời, đi mà lên xe là sực nhớ rồi quên rồi, đồ. Có bao giờ quên bóp không? Bình thường luôn, đi quên bóp luôn, mua ra không có tiền trả luôn. Mang bóp đi mà quên mang dạ, bóp có, về quên không? Bóp rồi quên điện thoại, quên túi đồ xô luôn. Mỗi lần quên vậy là phải quay đầu lại. Dạ. Quay rồi nè. Rồi nhiều khi mà cầm điện thoại kẹp nách nè, đứng lên kêu ai điện thoại tôi đã mất tiêu rồi, kiếm giùm điện thoại đã mất tiêu. Là kẹp cái nách luôn nè mà không cảm giác luôn. Dạ không lớp, dạ, không để không lớp mà kiếm hết trời luôn. Là lúc đó là hai đứa vẫn còn là sinh viên nhưng mà thực tập ở một công ty du lịch cũng khá là nổi tiếng á, thì lúc đó là người ta tạo điều kiện cho mình đi làm thì mình rất là vui, rất là mừng rồi. Mà đợt đó là hai đứa đi chung một cái chuyến tour đó luôn, tức là hai đứa là hướng dẫn viên, đi tới giữa đường còn nửa tiếng nữa là tới giờ xe chạy thì mới phát hiện ra là quên cái điện thoại ở nhà. Mà hướng dẫn viên mà lên tour đoàn mấy chục xe mà quên mà cái điện thoại không có điện thoại lại không có làm việc được. Rồi sao không làm việc được? Rồi thì lúc đó là trời, em rất là tức đến mức mà cái đó cũng là cái vụ quên lớn nhất mà trước đến giờ quên luôn. Nhưng mà xe có đợi không cuối cùng? Dạ không, kịp giờ chỉ đố đâu có 4-5 phút gì à. Dạ như tập lại cái tính đi nghe. Dạ. Cái mai mốt hay nghe giống quên như con trước đó. Quên con luôn con hả? Cô dẫn về nhà ăn cơm. Cô dẫn về nhà ăn cơm quên 2 tiếng đó. Rồi thôi bây giờ tới ảnh đi. Chồng con là người không có lãng mạn, rất là quan tâm vợ nha, có nghĩa là công việc nhà rất là chia sẻ, cái gì cũng làm hết trơn á, rửa chén cũng làm, lau nhà cũng làm, kêu nấu ăn cũng nấu luôn. Mặc dù không biết làm nhưng mà vẫn làm. Thì nhà là toàn ảnh lao không mà, ảnh không có cho con lao. Nhưng mà con vẫn cầm cây lau nhà, con ra con lau nhà. Thì ảnh đi ra, ảnh thấy mình lau nhà, ảnh ra anh kêu nè, thôi ra đi, ra chỗ khác đi, tay yếu xìu lắm, sạch dữ chứ, cũng lao, đây, đứa cây đây. Là lấy tự lấy đau, mà nói chuyện gì không đó. Vẫn còn cái tính cục xúc đúng không? Dạ. Quan tâm theo kiểu cục xúc. Nhưng mà mỗi lần nói vậy thì cái cảm giác của Xuân thì như thế nào? Dạ, riết rồi quen luôn. Nếu mà quen luôn cũng không. Anh là thay đổi dạ. Là thấy khó chịu đúng không? Thay đổi cái mất hồn á. Em ơi, dạ, đúng rồi. Em ơi, đưa cái chổi lau nhà để anh lau nha, em vô em nghỉ nha. Không, ngày nào mà nói chuyện mà ngọt xíu là sẽ qua. Tính xin gì nói đi. Có một cái tính luôn á là không bao giờ tặng quà hoặc là tặng hoa hoặc là chúc thì cũng có đi nhưng mà không bao giờ tặng quà tặng hoa các ngày lễ Tết. Tại vì quan niệm của ảnh là bất kỳ ngày nào cũng có thể tặng, không nhất thiết ngày đó phải là cái ngày để mà được tặng. Là ảnh không bao giờ làm những cái điều này đó. Vậy okay. Thì bây giờ con mong ảnh thay đổi cái gì? Con thì con mong ảnh thực ra thì mình là phụ nữ mà lâu lâu mình cũng muốn có những cái ngày dịp nào đó đặc biệt, không cần phải là mua một cái gì đó đắt giá đâu. Nhiều khi về làm gì đó cho mình bất ngờ một xíu mình đúng cũng rồi. Thấy vui. Đã từng làm cho Xuân một cái điều gì bất ngờ chưa kể từ khi làm chồng của Xuân? Dạ có hai lần là làm bất ngờ. Hầu như là tất cả những cái kỷ niệm hay là tất cả những cái dịp nào bất ngờ là to là con là người đi làm mà. Có hai lần đó là ổng làm con bất ngờ. Lần đầu tiên là vào đúng cái ngày sinh nhật của con thì con là con thích hoa bi. Con thích hoa bi thật là nhiều hoa bi luôn, con không có thích những hoa khác. Rồi ổng mới chạy một đó hoa bi với cây bông hồng. Ngày hôm đó là con đi Hàn Quốc. Xong rồi ổng mới mang ra sân bay ổng giấu. Thì ổng mới nhờ bạn con giả bộ nó quên đồ ngoài ở bên ngoài bắt con ra ngoài kiếm. Con mới chạy ra thì con thấy gặp ổng đứng ngoài ổng tặng con cái bó hoa. Là lần đầu tiên luôn á, từ lúc quen nhau mấy năm là con mới nhận được cái đó hoa. Mà ổng làm là chưa làm chồng đó. Dạ chưa, đó còn là người yêu. Dạ. Thì đó không làm thôi, làm là bất ngờ quá luôn á. Đúng không? Nhưng mà lúc đó chưa làm chồng. Còn cái vấn đề nữa sao không nói luôn. Cái đó hoa bi đó làm sao, số phận đó làm sao? Con thì tính con hay quên cho nên là cô để quên bên Hàn Quốc. Không mang cái bó hoa. Trong dạ, năm nay có làm điều trong gì năm bất ngờ, làm cho gì bất ngờ chưa? À điều bất ngờ hả? Dạ chưa đúng không? Trời ơi. Hôm nay ráng làm gì bất ngờ đi. À lãng mạn thì nói chung là chắc cũng không có gì nhiều, chỉ là chuẩn bị một cái món quà mà theo cái phong cách của vợ con yêu thích. Dạ. Đó, hoa bi cái hoa bi và một cây bông hồng cách đây 6 năm đó. Đây vẫn là một đó hoa bi và một cây bông hồng ở giữa, nhưng mà mọi khi thì con sẽ gói cái này là màu đen, yêu cầu người ta gói màu đen nhưng mà hôm nay sẽ thay đổi một xíu.
Hôm nay có một chút bất ngờ dành tặng cho vợ. Nhân chương trình này tạo cho em một cơ hội đó chính là có được một cái bài hát thứ hai dành tặng cho vợ mình. Dạ. Là em sáng tác hay sao? Sáng tác thì nó hơi cao quá, tức là em tự chế tạo. Đó. Dạ. Rồi thôi em thấy. Như vậy là tôi đoán được cái món quà thứ hai bạn này tặng vợ là cũng một cái bài hát. Hồi lúc đó bây giờ bạn lặp lại hai cái, 6 năm sau bạn lặp lại hai cái okay. luôn. Ok, rồi, dạ. Có nhạc thì lên nhạc. Không quá. Đứng chờ em trong cơn mưa mùa thu, chờ hơi lâu nhưng vẫn cố chờ. Từ bài hát đầu tiên, những giai điệu vang lên đầu tiên, anh biết à thì ra em đã yêu lòng. Nếu tình ca được viết bởi những phim cây dương cầm, thì tình đôi ta đương viết với những ngày tháng không rời. Trong những ngày qua có rất nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng mà cảm ơn em đã luôn cùng anh. Nhìn vợ đi, nhìn vợ đi. Tình yêu anh không phải tình ca, không giống loài hoa sớm nở rồi tàn. Và anh đây cũng chẳng hào hoa, anh chẳng buồn dòng xoáy cả, chỉ cần được bên em thôi. Nào anh chỉ những thứ quá xa, không phải của ta cố tranh mặt người. Chỉ cần ta luôn luôn có nhau, ta bên nhau hát ca la 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 la. Anh sẽ mua bài hát này để bạn sử dụng cho phim anh. Tại vì nó rất là phim luôn. Không biết cái cảm xúc của Xuân lúc này như thế nào. Không kìm nén nha. Thôi đừng khóc. Giọt nước mắt hạnh phúc. Dạ, rất là bất ngờ. Rất là đặc biệt. Không biết ôm vợ cái đi nào. Rồi. Tuy rằng mình trễ hẹn nhưng mà cô điềm tĩnh, cô ngồi bao chờ. Dung một người phụ nữ bao dung đúng không? Nói chung là có ấn tượng ok với cổ. Dạ. Thì thật ra thì là do mình sai, thì chị em phụ nữ thì ai cũng giống nhau. Người ta cũng mong muốn được quan tâm, được yêu chiều. Nhưng mà đến khi mình hỗ trợ là yêu cầu cao quá, giao deadline, dí sách đít luôn mình học. Mình còn công việc của mình nữa chứ. Bạn có trả lương đâu, đúng không? Dạ. Rồi mình phải đi ra ngoài làm kiếm tiền nữa, bào quá chừng bào. Bào cả tinh thần lẫn vật chất. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng dành một tràng pháo tay tiếp để cùng chào đón cặp vợ chồng tiếp theo. Rồi, mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào MC Hồng Vân, MC Quốc Thuận và quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em là Quang Vinh, là kỹ sư điện, em hay đi làm công trường. Em 35 tuổi, em ở Bình Thạnh, ở thành phố Hồ Chí Minh. Anh nghe cái giọng của em là anh muốn biết là em gốc quê đâu? Dạ, quê em Đắk Lắk. Thôi, con mời vợ Vinh. Dạ, em tên Trang, em cũng đến từ Đắk Lắk luôn. Dạ, năm nay em 35 tuổi. Dạ, hiện tại em làm nhân viên văn phòng ở quận 1. Chắc là họ quen nhau từ cái thời họ ở Đắk Lắk á chị. Họ quen không? Nhau ở quê. Đúng không? Sai hết rồi. Dạ không. Thôi bây giờ các bạn hãy khui đi. Đó, lần đầu tiên mà các bạn gặp nhau là ở đâu? Lần đầu tiên tụi em gặp nhau là ngày mùng 4 Tết ạ. Bạn tụi em giới thiệu. Dạ, tụi em về quê ăn Tết á. Cái anh bạn của em với ảnh á, là thật ra là anh họ của em giới thiệu anh đó cho em. Giới thiệu đó thì không biết cái anh đó có người yêu rồi. Thế là anh ấy sau này mới khai ra là có người yêu rồi, thì mới cảm thấy có lỗi, nên là dịp Tết á thì mới cài bẫy cho hai đứa này đi. Anh này cũng chưa có người yêu, thì em cũng chưa có người yêu. Đó thì mới rủ đi cà phê ở trên phố, đi uống cà phê bình thường, xong mà em có rủ về nhà chơi. Cái anh bạn của em thì anh nói là thôi hôm nay anh bận rồi, thì hai đứa thì xách kèo tự đi chơi đi. Thì lúc đó thì em cũng rảnh, anh này cũng rảnh. Thế là đèo nhau đi chơi nguyên một ngày mùng 4 Tết. Mà lần đầu tiên gặp anh Vinh này thì thấy anh như thế nào? Xấu anh, xấu anh.
Trời, mắt cũng mí, răng thì to. Ăn ngủ cà phê cứ nhe răng ra cười thôi. Vậy chứ mắc gì mà hôm đó là đi chơi nguyên mùng 4 Tết? Bữa đó em rảnh, cháu của em là đi về quê, anh chị cũng về quê, có mỗi mình em ở nhà, đâu có làm gì đâu. Thế còn Vinh thì sao nào? Lần đầu tiên đến thì em với bạn em đi đến cuộc hẹn hơi trễ, khoảng tầm 30 phút, 45 phút gì đấy. Sao trễ dữ vậy? Dạ thì em cũng không biết là đi lên gặp mai mối giới thiệu gì sao đâu. Em tưởng là đi chơi thôi cho nên là cũng thông thả đi. Đi nửa đường thì bạn mới nói cô này cô vẫn ngồi chờ trên đó. Thấy đồ thì đến lúc gặp mặt thì điềm tĩnh chứ không có nóng giận gì. Thế mình thấy có ấn tượng. Tuy rằng mình trễ hẹn nhưng mà cô điềm tĩnh, cô ngồi bao chờ. Bao dung một người phụ nữ bao dung đúng không? Nói chung là có ấn tượng ok với cổ. Dạ. Em có cái hình mẫu lý tưởng nào? Đó. Lúc đó em cũng có quen mấy anh chàng cũng làm cũng công việc cũng ổn định, lương cũng cao, cũng có nhà thành phố vậy đó. Quen thời gian không, mình không có nói chuyện, không có hợp, rồi khác về tôn giáo nữa, cho nên là mình không có quen. Nên sau cái này cái là mình đặt tiêu chí rồi thôi, mình lấy được người đàn ông nào thương mình, thương mình là được rồi, yêu chiều mình, rồi làm những cái gì mà mình muốn. Ừ, rồi rồi ông này ông có được bao nhiêu trong cái tiêu chuẩn của em? Dạ nói chung là ok chị, 100%. Nghĩa là đó là cái thời gian các bạn gặp nhau là ở trên Đắk Lắk. Nhưng mà sau Tết rồi thì là có xuống Sài Gòn để mà tìm hiểu nhau tiếp tục hay không? Và quen nhau ở đâu? Dạ có, thì mùng 5 Tết em có mời ảnh là xuống nhà ở Sài Gòn chơi. Nó thì lên đó em cũng ok, rồi em lên nấu cơm. Nấu cơm xong rồi tối hai đứa cũng đi chơi vòng vòng, cũng nói chuyện qua lại Zalo xã giao thôi. Thì thấy là bạn này là đầy đủ cái tiêu chí đó thì phải khí thế tiến tới thôi, đúng không cưng? Nhưng mà trong thời gian quen thì 3 tháng á, thì kiểu như là quen nhanh thì mình chán cũng nhanh. Chắc có chuyện xảy ra đúng không? Nói chung là về công việc cũng ảnh nhiều khi cũng bấp bênh nè. Rồi thời điểm đó là ảnh quen em sau 2 tháng thì ảnh có làm bên công ty về điện nữa. Dạ thời gian thì hai đứa cũng không có dành cho nhau nhiều, vừa làm quán pizza vừa làm bên điện nữa nên gặp nhau cũng ít. Rồi cũng có xích mích một này cái này nọ. Ban đầu tính sau 30 tháng 4 là xuống là chia tay không quen nữa. Sau đùng cái 2 ngày sau cái em với anh nói thôi cưới nhau đi. Cái gì kỳ vậy? Dạ cưới nhau trong vòng 3 ngày thôi. Tại sao? Nó nói là chị cũng lớn tuổi rồi, thôi thì cưới nhau luôn đi, rồi được tới đâu đó tính gia tới đó. Gia đình có hối cưới không? Dạ, dạ không. Không. Trong cái lúc quen nhau đó thì em cũng làm hai việc, chứ không phải là em làm cái câu lạc bộ bia không của em. Cô bạn này cũng lớn tuổi rồi, thì mình chắc cô cũng không có phải là đòi hỏi hay là mè nheo nhiều như các cô tin. Thì mình mới tập trung cho công việc nhiều hơn, thì không ngờ là cô... Thì thật ra thì là do mình sai, thì chị em phụ nữ thì ai cũng giống nhau. Người ta cũng mong muốn được quan tâm, được yêu chiều. Thế thì em mới thấy là mình sai, thì em mới nói là nghĩ là thôi được, cô này sẽ ok thế này thôi, mình phải... Cưới luôn. Vừa xuống làm quà, vừa xuống coi như là kết hôn luôn, đặt cái này kết hôn luôn. Em thì Bình Dương, còn em là Sài Gòn, cho nên là đi xuống, đi lên, đi xuống phải nói rất là vất vả đúng không? Thời điểm sau, thời điểm cưới nhau thì cũng vẫn làm ở Bình Dương với Sài Gòn đó. Rồi con cái là lúc nào? Lúc thì em có con luôn thì em sợ là cũng muộn á. Sợ dạ. Lâu đúng không? Dạ. Rồi cái lúc mang bầu với sinh con á là có ảnh gần. Dạ thì có, tại vì nhà em có cho thuê nhà đó, em cũng có mấy bạn ở trong nhà chung nhà luôn. Thì nhiều có vấn đề gì thì có mấy bạn đó hỗ trợ. Chỉ là mình không có chồng ở bên cạnh nhiều thôi. Rồi hai vợ chồng về sống với nhau, giờ đến cái phần mà loài tật xấu nè. Dạ ảnh thì cũng ngoan lắm, chỉ có cái tật là ngủ mà nghiến răng á. Em có làm sẵn cái máng răng cho ảnh, nhiều khi ảnh nhớ thì ảnh ngậm, khi là ngồi bấm điện thoại xong cái ngủ quên á, quên ngậm răng, coi như là nguyên một đêm đó em bị có mất ngủ. Ảnh thì ảnh ngủ ngon lắm. Như vậy cái tật xấu không phải là tật xấu nghiến răng mà là quên đeo cái máng. Quên đeo máng nghiến răng đó, tật xấu là tật hay quên. Rồi gì nữa? Gì nữa không? Với lại trước khi cưới á, trước khi quen á thì cũng có nói là anh bỏ hút thuốc thì em mới quen anh, thì cũng có bỏ thuốc thiệt. Thì đến một năm sau khi mà ảnh làm xa nhà, kiểu sao vợ con cái mùa Covid bị ở lại Vũng Tàu 3 tháng á, thì cũng buồn cái là hút thuốc lại. Hút tới giờ luôn. Dạ đúng rồi, vì em phát hiện ra xong cái cũng chửi mấy lần, giận mấy lần xong cũng cho mặt ra vậy ạ. Em ơi, cái dòng mà đã cai thuốc rồi hút lại là hút gấp đôi nha. Dạ. Mốt có tự lực cánh sinh đi, có cai được thì cai, không cai được thì
chưa xong cứ ngưng một lần là gấp đôi. Nhưng mà theo anh đó thì là bớt dần và nếu được bỏ luôn đi. Tại vì thứ nhất là nhà có trẻ con, cái thứ hai nữa mình cũng lớn tuổi rồi, bây giờ cái thuốc lá nó rất là nguy hiểm. Với vợ và con em là những người mà bị ảnh hưởng nặng hơn. Hoặc là những nơi em tới sửa điện cả nhà bị dính hết luôn. Rồi có mong muốn ông xã thay đổi điều gì không? Với lại hai vợ chồng em đang có dự án làm YouTube và du lịch á, thì cứ cuối tuần là em cứ bắt ảnh đi quay, cái cuối tuần là ảnh được nghỉ thứ bảy chủ nhật, nhưng mà không có được ngủ nướng là bắt đi quay vậy, đúng 6:30-7 giờ đi quay. Xong cái về làm video, kiểu như em không biết làm thì ảnh biết làm anh, nhưng mà ảnh làm nhăn nhó. Hai vợ chồng cũng cự nhau đó. Xong bây giờ em chỉ muốn là ảnh giúp em là đi quay nhiều hơn, rồi cùng nhau đi du lịch nhiều hơn, để mình có thể làm một cái kênh về du lịch nó. Đó là cái sở thích của em đúng không? Dạ đúng rồi. Mà yêu cầu cao lắm ạ. Chính em là cái người đầu tiêu ra cho vợ đấy chứ. Tại vì hồi trước vợ em hay đi du lịch mà toàn là chụp hình không, thì em mới nói vậy xong mẹ không làm một cái kênh YouTube đi rồi, để quay lại những cái kỷ niệm đó mà up lên để trên mạng đó để xem cho vui, làm cái kỷ niệm. Vợ mới nói à, nhưng mà cái này là em không biết quay nè, em cũng không biết làm phim nè. Em nói à, thế bà biết không? Này bà biết thì để bà làm, để bà hỗ trợ cho mẹ. Nhưng mà đến khi mình hỗ trợ là yêu cầu cao quá, giao deadline dí sát đít luôn, mình làm mình còn công việc của mình nữa chứ, mà không trả lương đâu đúng không? Nói tật xấu của bà luôn đi. Bà dí quá đúng không? Dí quá, bào quá, bào làm bào từ vừa sửa điện vừa sửa nhà, rồi vừa nói chung nhà có cái gì sửa được là sửa hết. Rồi còn làm các kênh YouTube cho vợ. Rồi còn phải đi ra ngoài làm kiếm tiền nữa. Bào quá chừng bào. Bào cả tinh thần lẫn vật chất. Nhưng mà nhiều lúc than thì nói bào cho vui chứ vợ em sống rất là tình cảm. Tuy rằng nấu ăn không ngon chứ, nhưng mà biết chồng mệt chứ phần xuống bếp rồi nấu những cái món. Kể tật mà em chưa hài lòng đó. Em biết em nè. Tật xấu là quá dị ứng với lại bụi bẩn. Ở quá sạch. Hầu như cái thời gian ở nhà là dành để mà dọn dẹp rồi lau chùi bụi. Thì em nghĩ là cái nếu mà mình quan tâm cái vấn đề nhỏ nhỏ mà nó nhiều quá thì nó lại tốn đi cái thời gian để mình làm cái việc khác. Thế là may sau này gia đình hai vợ chồng có điều kiện, có nhà to mà lâu cỡ đó cũng mà chết. Kể như vậy thì cũng rồi. Em mong vợ em thay đổi điều gì nhất? Dạ thì em mong vợ em thì chịu khó lên YouTube là học các món ăn nấu cho nó tay nghề nó lên cao hơn. Anh nghĩ được nữ là yêu bằng tay nha. Em học được có một ngày xong em mai em quên công thức. Em biết không, phụ nữ mình là thích yêu bằng tay nhưng mà chinh phục đàn ông là phải bằng miệng đó. Bằng là món ăn đó nha. Đó. Hôm nay thì nhân dịp đến với chương trình Vợ Chồng Son thì không biết rằng là hai vợ chồng có những cái tình cảm gì hay là có những cái sự bày tỏ nào dành cho nhau hay không? À, dạ có, em có một món quà đặc biệt dành cho chồng của em. Dạ, muốn cảm ơn ảnh là trong thời gian qua ảnh cũng biết lắng nghe mình, rồi cũng có hỗ trợ mình làm rất là nhiều thứ. Cô vợ đặc sắc quá vậy. Lâu lắm rồi ấy nghe. Mở ra coi là cái gì. Mở ra coi đi. Mở ra coi. Đồng hồ chắc. Wow, một chiếc đồng hồ rất đẹp nghe cả nhà. Thôi em đeo luôn đi cưng, đeo luôn đi cho nó giữ lại làm kỷ niệm. Đeo dạ, luôn. Bây giờ hứa với ảnh hoài là bây giờ mới mua được ạ. Wow. Còn mặt miết lòng thầm luôn kìa. Trời ơi. Thế trời em ơi. Em thích cái này đúng không? Yeah, Casio cũng thích nhưng mà nó lại gắn thêm trách nhiệm vậy. Nếu có quà này chắc đi về muộn hơi khó này. Rồi, bây giờ mình đã nhận quà rồi thì không biết rằng là mình phải có cái điều gì đó để mà đáp lại với vợ chứ. Đúng không? Chồng xin cảm ơn vợ. Thì hai vợ chồng mình đến với nhau nhanh nhưng mà trong cũng 2 năm dịch vừa rồi thì lần này là lần mặc áo cưới thứ 5 của vợ rồi. Vì dịch nên tụi em vẫn chưa có hoàn thành xong cái thủ tục cưới của tụi em nữa. Chúng ta cũng đã cùng nhau vượt qua cái thời gian khó khăn. Mong vợ mạnh khỏe, vui vẻ. Dạ rồi, cũng chúc ba là có nhiều sức khỏe để có thể mẹ bào nhiều hơn, bào sức nhiều hơn. Đây trả lại cái hộp nè. Rồi cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son.